Seo Ye-ji bất ngờ được bên vực giữa scandal thao túng Kim Jong Hyun. Mới đây trong chương trình của Jong Yoon Jin, đạo diễn Seo Joong-min của bộ phim Recorder đã xuất hiện với tư cách khách mời. Trước đó, nữ chính Seo Ye-ji đã bị ghét chỉ sau một đêm vì scandal thao túng điều khiển bạn trai cũ Kim Jong Hyun cùng những lùm xùm về giả mạo học vấn, bạo lực học đường, đối xử tệ với nhân viên. Thế nên không ít khán giả cho rằng phim mới của cô sẽ gặp thất bại khi ra rạp. Tuy nhiên, bộ phim vẫn dẫn đầu về lượng bán vé đặt trước, với tỷ lệ đặt trước theo thời gian thực được ghi nhận là 36,6%, vượt ngoài tưởng tượng của giới chuyên môn và khán giả. Có nhiều người đã nghi ngờ scandal của Seo Ye-ji giúp ích cho việc quảng bá phim. Seo Joong-min chia sẻ, tôi cảm thấy muốn khóc, hoàn toàn không đúng khi mọi người nghĩ rằng loạt tranh cãi xảy ra giúp bộ phim thành công. Tôi không nghĩ rằng những người biết tên bộ phim do tranh cãi sẽ thực sự đi xem phim tại rạp. Nam đạo diễn cũng tiết lộ về tính cách của Seo Ye-ji. Cô ấy có vẻ ngoài xinh đẹp, cô ấy cũng thể hiện được niềm đam mê diễn xuất bất tận của mình. Seo Ye-ji luôn tuân thủ kịch bản, học thuật thoại và luyện tập liên tục. Vì vậy, cô ấy luôn tự do trước khi thay đổi bất cứ điều gì. Khi người dẫn chương trình đề cập đến cuộc tranh cãi với nam diễn viên Kim Jong Hyun, đạo diễn đã lên tiếng ủng hộ nữ diễn viên. Tôi thận trọng khi nói điều này, nhưng tôi tin rằng người thực sự đã sửa đổi kịch bản chỉ vì người khác bảo anh ta làm như vậy thì anh ta phải chịu trách nhiệm nhiều hơn. Recorder là bộ phim thuộc thể loại kinh dị. Theo Ten Asia, phim đang là tác phẩm ăn khách nhất tại phòng vé Hàn Quốc với hơn 33.000 vé đặt trước. Trước đó, nhiều chuyên gia phim ảnh phân tích bộ phim đứng trước làn sóng bị tẩy chay vì scandal của Seo Ye-ji. Thực tế phim vẫn được khán giả đón nhận. Diễn xuất của Seo Ye-ji nhận được nhiều lời khen của người xem. Màn hợp tác ăn ý của cô và bạn diễn Kim Kang-woo khiến khán giả thích thú. Nhiều ý kiến cho rằng chính năng lực diễn xuất của cặp diễn viên chính khiến phim cuốn hút hơn. Sau khi Seo Ye-ji liên tục bị những người tự nhận là bạn học, nhân viên bóc phốt nhân cách, thì những câu chuyện do chính cô kể ra cũng bị khui lại, càng cho thấy nữ diễn viên có cách hành xử vô cùng kỳ lạ. Khi tham gia show giải trí Knowing in Bros từ năm 2017, Seo Ye-ji đã từng kể lại một kỷ niệm quá khứ khiến người nghe giật mình. Seo Ye-ji tiết lộ rằng trong một lần, cả nhà Seo Ye-ji cùng đi leo núi, cô và chị gái xuống sâu và còn mãi chơi oán tu ti. Hai người đứng đối diện nhau cùng chơi và chị gái Seo Ye-ji cứ thế lùi dần về phía sau, bước tới sát vách núi cao. Seo Ye-ji phát hiện ra điều ấy nhưng vì quá sợ hãi, không thể lên tiếng bảo chị dừng lại và bởi thế người chị đã bị ngã xuống từ vách đá cao. Khi ấy, Seo Ye-ji tưởng chị mất mạng nên đã oa khóc nhưng rất may là chị gái cô vướng vào một cái cây mọc ra từ vách núi nên chỉ bị xây xước nhẹ. Seo Ye-ji nghe tiếng chị gái nên đã chạy đi gọi bố mẹ và được một người đàn ông giải cứu. Cũng vì tai nạn này mà chị gái Seo Ye-ji thường mắng mỏ, phàn nàn cô. Bởi nếu Seo Ye-ji cảnh báo kịp thời thì người chị đã không bị ngã xuống. Thời điểm câu chuyện của Seo Ye-ji lên sóng, đã có khá nhiều người cảm thấy tính cách nữ diễn viên quá kỳ lạ. Và đến bây giờ thì làn sóng chỉ trích Seo Ye-ji càng bùng nổ hơn nữa. Nhiều người không chấp nhận được việc Seo Ye-ji thấy chị gái bước tới sát vách núi mà vẫn tiếp tục chơi ảnh tu ti khiến chị bị ngã. Khi làn sóng bóc phốt tính cách của Seo Ye-ji bùng nổ, thì cũng có những người tự nhận là nhân viên lâu năm của nữ diễn viên đứng ra bảo vệ cô. Một người đã từng làm việc với Seo Ye-ji suốt 5 năm, khẳng định Seo Ye-ji không hề giống như người ta đồn đại. Người này đã ở cạnh Seo Ye-ji từ năm 2015 đến cuối năm 2020, khẳng định Seo Ye-ji luôn đối xử thân thiện, hòa nhã và luôn biết ơn các nhân viên đã làm việc chăm chỉ. Seo Ye-ji thậm chí gửi từng lời chúc đến bố mẹ của nhân viên, một việc mà chủ nhân bài đăng cho rằng rất ít nghệ sĩ thực hiện. Bởi vậy, Seo Ye-ji chắc chắn không phải kiểu người xử tệ với nhân viên. Một tài khoản khác tiết lộ đã làm trong ngành giải trí 13 năm và có nhiều ấn tượng tốt với Seo Ye-ji bởi cô ấy rất thân thiện, đáng yêu. Người quản lý của Seo Ye-ji từng mệt mỏi ngủ gật khi đang lái xe và gây tai nạn. Lúc đầu, Seo Ye-ji hoảng loạn cáu gắt, nhưng sau khi bình tĩnh lại, cô đã bảo quản lý hãy nghỉ ngơi, đi ngủ, chứ đừng làm việc quá sức. Người này khẳng định trên phim trường, Seo Ye-ji luôn đối xử tốt với mọi người xung quanh. Cô từng bỏ ra 20 triệu won, khoảng 400 triệu đồng, để tổ chức chuyến du lịch cho nhân viên của mình. Người nào không đi được thì Seo Ye-ji sẽ gửi quà tặng, gồm mỹ phẩm, đồ ăn. Việc thông tin trái ngược về Seo Ye-ji liên tục xuất hiện khiến netizen không khỏi hoang mang, bối rối. Tuy nhiên, nhiều khán giả cho rằng người lên tiếng bênh vực Seo Ye-ji đều là nhân viên của nữ diễn viên nên không loại trừ khả năng Seo Ye-ji chủ động yêu cầu họ đăng tải. Dù sao thì bê bối nhân cách đang khiến Seo Ye-ji bị tổn hại hình ảnh nặng nề, sự nghiệp đang rơi vào ngõ cụt và sẽ cần nhiều thời gian để lấy lại tình cảm của khán giả.